Hai cả nhà nha, Bảo Ngọc đây. Hôm nay Ngọc sẽ báo giá một số dòng xe đang được hot bên Ngọc và được nhiều khách ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem clip này hen. Thì đây, mặt nói về con GTR này trước đi. Đây là Ngọc có em GTR màu đen bóng. Mới vừa chiều nay thì Ngọc có một khách ở Trảng Bàng Tây Ninh đó, lên mua cái em này nè. Em này hiện tại giá xe tương đối mềm á cả nhà, nó chỉ nằm ở mức giá có 51.500.000 à. Giá xe Ngọc báo đây là chưa bao gồm phí lăn bánh nha. Phí lăn bánh thì mình liên hệ Ngọc nè, 0933164446, Ngọc sẽ hỗ trợ cho cả nhà nha. Còn kế bên đây là Ngọc có em Raider nè, Raider đỏ đen. Phiên bản này là phiên bản zin, tem này là tem 2021 nhưng mà là tem cũ chứ không phải là tem mới về. Thì cái em này giá nó hơi mềm một xíu, nó chỉ có 45.500.000 thôi. Nếu mà bạn nào có dự định mua góp đối với dòng Raider á, mình trả trước cho Ngọc khoảng 8 triệu là mua được xe nha. Giấy tờ trả góp thì bác các bạn mang theo giúp Ngọc chứng minh bằng lái nè, hoặc chứng minh với hộ khẩu. Mình chú ý là mang bản gốc theo giúp Ngọc nha. Rồi, đây là Ngọc có em Winner X phiên bản màu xanh đen camo. Cái bản này là có phanh ABS luôn nha cả nhà. Em này thì hiện tại á, bên Ngọc đang bán với giá là 39 triệu đồng. Nếu mà góp em này thì mình trả trước cho Ngọc tầm khoảng 6 triệu trở lên là có thể sở hữu được xe rồi nha. Rồi đây, ở đây là Ngọc có em GTR nè. GTR này là màu đỏ đen nhám ha. Thì cái mẫu này hiện tại là cũng đồng giá luôn, 51.500.000 luôn ha. Ở đây nè, ở đây là Ngọc có em Suzuki Bandit nè. Em này hiện tại là nằm giá là 51 triệu đồng. Giá xe em này đã bao gồm thuế VAT. Thì em này nếu mà bạn nào kiểu mà thích phong cách mạnh mẽ thì mua cái này nha, máy chạy cực kỳ ngon. Nó ngang với lại cái dòng Raider cả nhà. Tại vì cái này nhập Indo mà, máy cao su ngon. Rồi, còn đây là Ngọc có em Edge 155 phiên bản khóa chìa. Bản này là màu trắng đỏ đen. Em này hiện tại thì đang nằm ở mức giá là 42.500.000. Nếu mà gói em này thì đưa trước cho Ngọc khoảng 6 đến 7 triệu là có thể sở hữu được em này rồi ha. Rồi, kế bên theo đây là Ngọc có 4 em Vario, gồm có 2 em màu bạc nè. Cái bản này là Ngọc vừa mới về luôn, với lại 2 em màu vàng cát. Thì 4 em này là bên Ngọc vừa mới nhập về ha. 4 em này hiện tại đồng giá nha cả nhà. Hiện tại là nó đang nằm ở mức giá khá là tốt, chỉ có 48 triệu đồng thôi. Nếu mà mình góp Vario thì trả trước cho Ngọc khoảng 7 triệu trở lên là có thể sở hữu được xe rồi. Sẵn mình vô trong nhà, Ngọc sẽ giới thiệu thêm một số màu nữa. Mà cả nhà đi theo Ngọc nha. Đây đi. Đây em nè. Đây là Ngọc giới thiệu cho mình một siêu phẩm luôn, cực hot luôn. Cái màu này là bên Ngọc vừa mới up lên nè, lên hồi bữa thứ hai. Thì cái này á, có nhiều khách hỏi cái bản này lắm luôn. Ở đây mình cũng quan sát phần đầu xe. Cái này là sơn màu xanh, này là xanh dương kết hợp với lại màu đen. Và phụ họa thêm một số họa tiết màu trắng á, cho xe mình có điểm nhấn. Đầu tiên là cái phần cái mão nè, là có sử dụng số 39 kèm theo monitor. Tiếp theo phần đầu xe, đây mình còn quan sát phần mặt nạ nha. Mặt nạ là bên đây là nó khác, bên đây là có 155 màu xanh, chữ Racing. Nhưng còn bên đây là khác nha cả nhà. Bên đây là chữ khác nha. Và exterior nó cũng khác luôn, họa tiết khác nhau để cho xe mình nó không bị trùng lập á. Rồi, còn cái phần dè xe nè. Phần dè xe là hai bên là màu xanh, còn ở giữa là màu đen bóng. Ở đây là có màu xanh nè, để cho xe mình nó có điểm nhấn ngay cái phần này ha. Họa tiết này phải nói là sử dụng khá là đẹp mắt. Rồi còn phần cánh bửng xe. Phần cánh bửng xe đây, ở đây phối hợp tông màu rất là nhẹ nhàng nha. Màu xanh, màu trắng, màu đen kết hợp tông màu. Ví dụ như là ở đây có chữ Yamaha nè, Racing nè, rồi Monster nè. Đây, có ký hiệu của Yamaha nữa nha cả nhà. Cái này là toàn bộ là sơn. Màu sơn bên Ngọc hỗ trợ bảo hành 1 năm nha. Ví dụ mình đi bong tróc thì mang ra xong lại không tính tiền ha. Còn đây là phần kéo dài về phần đuôi xe, lại có chữ Exeter. Cái này cách điệu rất là hay nha cả nhà. Cách điệu màu trắng, màu đen, màu xanh xen lẫn nhau khá là đẹp mắt. Còn đây là có cái dòng chữ này nè. Đa số những cái chiếc gạch bây giờ bên Ngọc hay sơn cái dòng chữ này nè. Cái mẫu 3D này á, hiện tại bên Ngọc độ mẫu chìa khóa thì nó sẽ nằm ở mức giá là 44.500. Còn nếu mà mình lấy cái bản khóa thông minh á thì nó sẽ nằm ở mức giá là 47 triệu nha cả nhà nha. Ở bên đây Ngọc sẽ giới thiệu một số màu Vario nữa. Đây là Ngọc có Vario 150 màu trắng đỏ. Bản này là bản zin, zin bản không sơn nha cả nhà nha. Mẫu này có hiệu khách bên Ngọc thích lắm á. Hồi đợt là có khách ở Tiền Giang nè, ở Đồng Tháp nè, cũng lên mua cái mẫu này ha. Thì cái bản này hiện tại là bên Ngọc bán giá khá là mềm luôn, nó chỉ có 48 triệu đồng thôi. Còn nếu mà lấy phiên bản 125 á thì xe cực mềm luôn, nó chỉ còn có 37 triệu thôi cả nhà. Cái này thích hợp với mọi lứa tuổi luôn ha.
Hiện tại là bên Ngọc có hỗ trợ bảo hành xe mình 3 năm hoặc 30 ngàn cây về máy móc tất cả nhà. Còn biển số giấy tờ bên Ngọc có hỗ trợ làm biển số giấy tờ cho mình luôn. Tức là mình chỉ việc lên mua xe thôi, biển số Ngọc làm. Rồi khi nào có mình cho địa chỉ, Ngọc sẽ ship về ha. Rồi giới thiệu cho mình xin một số màu nữa nè. Màu xanh nhám. Xanh nhám này là xanh nhám zin luôn nha cả nhà, không sơn ha. Đằng trước thì Ngọc có độ mặt nạ clip nè, để cho nó gọn lại á, nó sẽ mất đi hai cái tay thở. Nếu mà bạn nào thích thì để lại nguyên bản cũng được. Ở đây Ngọc độ thêm kính nữa nè, với lại phụ kiện inox. Những cái khoản này là mình tính tiền thêm giúp Ngọc nha cả nhà nha. Rồi, đây là Ngọc có bảng 150 màu trắng hồng nè. Cái bảng này thì Ngọc thấy là bán đa số là các bạn nữ thì thích cái mẫu này á. Em này hiện tại nếu mình lấy phiên bản 150 thì sẽ là 51.500. Còn nếu mình lấy bản 125 sẽ là 39.500 nha cả nhà. Rồi, đây là Ngọc có em màu xanh lục bảo nè. Cái em này luôn luôn hot nha, bán rất là chạy luôn. Em này hiện tại thì 49.500 ha. Rồi, còn em này là em 125 màu xanh rêu. Thì cái em này hiện tại đang nằm ở mức giá là 38.500.000 ha. Rồi, đây là Ngọc có màu trắng tím nè cả nhà. Trắng tím 150, màu trắng kết hợp với nhựa tím. Cái mẫu này khá là độc đáo á, mình mua sẽ không bị đụng hàng. Thì cái em này đang nằm ở mức giá là 51.500.000 luôn ha. Rồi ngoài ra thì bên Ngọc còn rất là nhiều màu nữa nha cả nhà. Các bạn thích xem mình đến cửa hàng tham khảo để được Ngọc tư vấn. Khi lên cửa hàng mình nhớ nói lại là có liên hệ trước với Ngọc, mình sẽ được giảm từ 500 đến 1.000.000 đồng. Chúc cả nhà một ngày tốt lành nha. Bye bye.